Quý vị thân mến, xin chào mừng tất cả quý vị đang theo dõi livestream trực tiếp đến từ Viện Thẩm mỹ Oliver. Và quý vị có thể thấy được rằng là ở thời điểm hiện tại là một trong những cái thời điểm mà Thúy Phong nghĩ rằng là chúng ta đang trong cái thời kỳ dịch bệnh á, thì đôi lúc tất cả quý vị sẽ hơi gọi là mình thắt chặt chi tiêu một chút xíu, và cũng như là quý vị muốn tìm cái dịp sẽ tổng hợp lại với nhau, nhưng mà với cái mức giá tiền nó phải gọi là hợp túi tiền một chút xíu. Thì ngày hôm nay Thúy Phong báo đến tất cả quý vị và các bạn Viện Thẩm mỹ Oliver ra một cái chương trình ưu đãi để dành cho tất cả quý vị và khách hàng nào mà đang phân vân, đang mong một cái dịch vụ làm đẹp để gọi là mình làm đẹp trong cái mùa dịch mà cái mức giá phải hợp lý. Thì Tuấn Phong xin giới thiệu đến tất cả quý vị, đó chính là chương trình là sẽ hỗ trợ cho tất cả quý vị, gọi là mình sẽ có cái này là 3 trong 1, là quý vị sẽ được là trẻ hóa trắng sáng phục hai, là quý vị sẽ được nâng cơ nè, và cũng như này á, hiện tại Học viện Thẩm mỹ Oliver và Oliver đang diễn ra cái mức giá ưu đãi là chỉ còn có 199.000 thôi. Sẽ cùng với Tú Phong theo dõi trực tiếp cái quá trình mà khách hàng đang thực hiện để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn là cái dịch vụ này là nó sẽ thực hiện như thế nào nha. Đây thưa quý vị, và hiện tại thì tất cả quý vị có thể thấy được rằng là tiếp là mình sẽ đi cái đầu máy đầu tiên, là với cái đầu này có công dụng là gì? Có công dụng là chúng ta sẽ loại bỏ những cái phần tế bào chết nè, làm sạch sâu da, và cũng như là khi mà thực hiện là tất cả quý vị sẽ thấy rõ được một cái điều là khi mà làm của mình nó sạch nhiều. Lại là trong livestream này thì Tuấn Phong muốn thực hiện một cái livestream với khách hàng thực tế đang thực hiện dịch vụ để thông báo đến tất cả quý vị về cái chương trình ưu đãi đang được diễn ra của chương trình ưu đãi hôm nay tháng 8, có nghĩa là đến ngày 31 tháng 8, thì với mức giá ưu đãi hiện tại là chỉ có 199.000 cho toàn cái liệu trình như thế này. Và thì dịch vụ này là sẽ tích hợp 3 trong 1, có nghĩa là sẽ có nhiều cái khác nhau trong cùng một cái liệu trình. Thì xin mời tất cả quý vị có thể theo dõi nè, rồi trong quá trình theo dõi có thắc mắc, có câu hỏi gì về khi mà thực hiện xong, giống như là khi mà thực hiện xong làn da khách hàng sẽ thay đổi ra sao, cái công dụng chính là như thế nào, hoặc là đối với cái của tất cả quý vị á, là quý vị muốn hỏi là mình có thực hiện được hay không, thì xin mời quý vị đã để lại cái phần câu hỏi ở bên dưới cái phần bình luận nha. Thì Tuấn Phong sẽ hỗ trợ tư vấn cho tất cả quý vị để chúng ta hiểu kỹ và hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Đây là thưa quý vị, và sau khi mà chúng ta đi một gọi là một cái đầu đầu tiên là mình làm sạch sâu, mình loại bỏ tế bào chết, thì sẽ tiếp tục đến với một cái phần tiếp theo. Thì xin mời quý vị theo dõi là liệu rằng cái phần tiếp theo là sẽ thực hiện với công dụng chính là gì nha. Và một lần nữa xin mời tất cả quý vị đang theo dõi livestream trực tiếp, chúng ta có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về dịch vụ này thì quý vị để lại câu hỏi, Tuấn Phong sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý vị. Thực sự là với một cái liệu trình và với cái mức giá như thế này là hiện tại là cái mức giá chưa từng có tại Viện Thẩm mỹ Oliver nha. Bởi vì thực sự là trước giờ thì Viện Thẩm mỹ Oliver rất ít khi là có cái chương trình giảm giá, rất ít khi là có cái chương trình ưu đãi cho tất cả quý vị khách hàng. Nhưng mà trong cái đợt dịch này, Tuấn Phong sẽ hiểu ra là tất cả quý vị sẽ hơi thắt chặt chi tiêu một chút xíu. Cho nên thì để gọi là hỗ trợ tất cả mọi người dễ tiếp cận đến các phương pháp làm đẹp, và cũng như Tuấn Phong gọi cái dịch vụ này gọi là làm đẹp phi lợi nhuận luôn. Bởi vì với cái mức giá hiện tại trong cái chương trình ưu đãi này là chỉ còn có
199.000 đồng thì quý vị sẽ được trải nghiệm cái công nghệ này. Thực sự là một trong những cái công nghệ điện di để trẻ hóa, trắng sáng, phục hồi làn da hiện đại, khá là hiện đại. Và cũng như là khi mà thực hiện xong một lần thôi, tất cả quý vị sẽ cảm nhận rõ cái sự thay đổi làn da của mình. Đây ạ, và bây giờ thì hiện tại thì bạn kỹ thuật viên sẽ chuẩn bị lịch tiến tiếp tục đến với cái đầu thứ hai của cái liệu trình này. Và cái công dụng quý vị có thể thấy được rằng là kỹ thuật viên đang tiến hành là cho dưỡng chất lên cái vùng da mặt của khách hàng. Và chúng ta tiến hành trực tiếp đi cái đầu này, có công dụng là mình sẽ giúp là thẩm thấu cái phần dưỡng chất hết vào bên trong da, sẽ giúp nuôi dưỡng nè, tái tạo lại làn da của mình, phục hồi làn da. Giống như là nếu mà tất cả quý vị nào đang gặp phải da của mình không đều màu với nhau, lỗ chân lông của mình hơi to, hoặc là các vùng da cảm giác như là lúc nào nó cũng gọi là nó cũng xỉn màu nè, và cũng như là quý vị đã từng tìm hiểu các biện pháp khác về điện di, và cũng như quý vị đã từng thực hiện các biện pháp khác trên thị trường rồi, nhưng mà thường quý vị cảm nhận được một cái điều là khi mà quý vị đi các phương pháp điện di với những loại máy khác trên thị trường á, thì chỉ khoảng 70-80% dưỡng chất nó được thẩm thấu vào trong bên trong da thôi. Nhưng mà khi mà quý vị trải nghiệm công nghệ Z-Queen tại Viện Thẩm mỹ Oliver thì 100% dưỡng chất được xem thực sự luôn là 100% dưỡng chất nó sẽ thẩm thấu hết vào bên trong làn da của khách hàng. Đảm bảo là khi mà tất cả quý vị trải nghiệm xong cái dịch vụ á, thì dưỡng chất được thẩm thấu sâu nè, làn da quý vị được nuôi dưỡng nè, phục hồi nè, trẻ hóa. Đặc biệt là những cái vùng da thường là quý vị thấy được rằng là chúng ta đeo khẩu trang á, là chúng ta đeo cái vùng mặt thôi, còn cái vùng trán và cái vùng cằm thì nó sẽ dễ bị cái gọi là cái độ chênh lệch màu, là các vùng da sẽ không đều màu với nhau. Thì với cái công nghệ này cũng sẽ hỗ trợ cái việc là mình sẽ đưa dưỡng chất sâu bên trong, là phục hồi, tăng sinh cái phần collagen, và cũng như là các vùng da nó sẽ đều màu với nhau hơn. Giống như là trên thị trường hiện tại là quý vị sẽ nghe rất là nhiều về dịch vụ là điện di vitamin C để trắng sáng da, đúng không ạ? Thì với dịch vụ Z-Queen này thì không chỉ là điện di cái phần dưỡng chất để trắng sáng da, mà còn giúp làm sạch sâu, nuôi dưỡng, và cũng như là nếu mà chúng ta có những cái vùng da nào mà nó bắt đầu có những cái dấu hiệu nó hơi chạy sợ một chút xíu, thì trong cái liệu trình này vẫn có luôn một cái đầu chút xíu nữa là kỹ thuật viên sẽ làm, thưa quý vị, là vẫn có luôn một cái đầu, có nghĩa là mình sẽ hỗ trợ để làm săn chắc, để làm cái vùng da của mình nó gọi là nó mịn hơn, và cũng như cảm giác nó lúc nào cũng sáng. Và đây là trong quá trình thực hiện của khách hàng. Xin chào tất cả quý vị ạ, có một bạn hỏi là da mình bị nám có làm được không ạ? Thực sự là với cái dịch vụ này được xem là cái dịch vụ là mình chỉ đưa dưỡng chất vào bên trong da và mình phục hồi da thôi, cho nên thì da của mình với tình trạng nám thì vẫn thực hiện được bạn nha. Và cũng như là nếu mà Tuấn Phong nghĩ là nếu mà da của bạn đang gặp phải tình trạng nám á, thì mình nên ưu tiên cái việc là mình điều trị nám trước. Bởi vì thực sự là với các vấn đề về da thì mình nên ưu tiên cái việc là điều trị da, sau đó thì hãy nuôi dưỡng làn da của mình thì nó sẽ hợp lý hơn. Cho nên thì nếu mà da mình bị nám á, thì mình nên là điều trị cái vấn đề nám trước, sau đó thì mình sẽ phục hồi, sẽ nuôi dưỡng với cái công nghệ Z-Queen như thế này. Các bạn yên tâm nha, khi mà đến á, thì Viện Thẩm mỹ Oliver có các chuyên gia sẽ hỗ trợ là kiểm tra tình trạng da và sẽ tư vấn với tất cả quý vị các phác đồ mình nên điều trị như thế nào cho phù hợp nhất. Em mới 20 tuổi có làm được không ạ? Cái dịch vụ này thì 20 tuổi vẫn có làm được bạn nhé. Thực sự nó sẽ không quan trọng là bạn đang gặp bạn ở độ tuổi nào, mà quan trọng cái điều là cái tình trạng da mà bạn đang gặp phải. Nếu như bạn 20 tuổi mà bạn thường xuyên ra ngoài nắng nè, bạn thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố mà khiến cho da của mình bị lão hóa nhiều hơn số tuổi của mình, giống như là da của bạn bị xỉn màu nè, da của bạn cảm giác không được tươi khỏe, lỗ chân lông của bạn bị to, thì vẫn là thực hiện được dịch vụ này nha. Và cũng như là giống như là chúng ta luôn luôn cần phải có một cái biện pháp để nuôi dưỡng làn da, giữ cho da luôn luôn khỏe mạnh, đừng để da bị tình trạng các vấn đề lão hóa rồi thì mới điều trị, thì khi ấy thực sự cái hiệu quả sẽ không còn được cao nữa. Cho nên thì chúng ta nên là phục hồi và là nuôi dưỡng làn da ngay khi mà làn da của mình chưa xuất hiện những cái vấn đề để cần phải điều trị. Quý vị lưu ý một điều này nha.
Xin chào bạn Tuy Nguyễn, mua nhiều lần có được khuyến mại thêm hay không? Hiện tại thì với dịch vụ liệu trình Recall này, với mức giá hiện tại trong tháng này là tới ngày 31 tháng 8 là với mức giá là 199.000 đồng. Nhưng mà nếu mà bạn mua nhiều lần, có nghĩa là bạn mua theo combo á, thì là bạn mua 10 lần thì sẽ được tặng kèm theo 2 lần bạn nhé. Mua 10 sẽ được tặng kèm theo 2 lần nữa, có nghĩa là bạn mua một cái combo tổng cộng là 12 lần với mức giá hiện tại là 1.990.000. Xin chào bạn Thư Phạm Nguyễn, lỗ chân lông to có làm được cái này không ạ? Thực sự là một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều tất cả các bạn gặp phải chính là cái phần lỗ chân lông của mình hơi to đúng không ạ? Thì cái công nghệ này tất cả quý vị sẽ thấy được rằng là mình sẽ đi cái dưỡng chất vào bên trong làn da, thì nó sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng, phục hồi và cũng như là nó sẽ hỗ trợ một cái phần là xe thích cái lỗ chân lông của bạn lại luôn, cho nên bạn yên tâm nha. Thường là thực sự là cái vùng hai bên má là một trong những cái vùng mà rất là dễ gặp phải cái tình trạng lỗ chân lông to, cho nên thì bạn yên tâm nha, nếu mà bạn gặp phải tình trạng này và thì nên thực hiện ngay cái dịch vụ Recall này để mình phục hồi lại làn da. Và thường là thực sự là khi mà lỗ chân lông bị to rồi thì rất là dễ gặp phải cái vấn đề kèm theo như là mụn nè, và cũng như làn da quý vị cảm giác lúc nào nó cũng hơi sần sùi, nó sẽ không được đều màu với nhau. Do đó thì gọi là Tuấn Phong mới gọi là cái dịch vụ này gọi là 3 trong 1, vừa trẻ hóa phục hồi, vừa làm sáng da và làm săn chắc làn da của mình luôn. Thanh niên, xin chào bạn, thanh niên da dày làm được không em ơi? Muốn đăng ký thì sao? Muốn đăng ký thì rất là đơn giản, có thể là đăng ký trực tiếp ở trong livestream này cũng được, hoặc là tất cả quý vị có thể là inbox trực tiếp vào fanpage nha, inbox trực tiếp vào fanpage để mình đặt lịch, bởi vì thực sự là cái số lượng ưu đãi thì cũng có giới hạn thôi, để hỗ trợ cho tất cả quý vị chúng ta làm đẹp trong mùa dịch. Cho nên thì để giữ chân, để được cái ưu đãi dịch vụ này, quý vị có thể đăng ký thực hiện bằng cách là, một là đăng ký luôn ở trong livestream này là một, hai là quý vị có thể là inbox trực tiếp vào fanpage Viện Thẩm mỹ Oliver để đặt lịch với các chuyên viên, bởi vì thực sự là khi mà đặt lịch á, thì khi mà khách hàng đến thì tất cả các chuyên viên, kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ tư vấn thăm khám một cách nhanh hơn. Bởi vì mỗi ngày thì Viện Thẩm mỹ Oliver cũng đón tiếp rất là nhiều khách hàng, thì để tiện cho tất cả quý vị, chúng ta xác định được chính xác cái thời gian nào mình làm cho phù hợp, và cũng như để tư vấn cho nhanh, tiết kiệm thời gian tất cả quý vị, thì chúng ta nên đặt lịch trước nha, bằng cách inbox trực tiếp vào fanpage hoặc là gọi vào số hotline cũng được ạ. Cho mình đăng ký một suất nhé, đã inbox. Dạ rồi, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều, và bây giờ thì bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ là sẽ giữ cái lịch lại cho bạn và sẽ liên hệ lại để chốt lịch với bạn một lần nữa bạn nha. Làm một lần có hiệu quả hay không, hay là cần phải làm nhiều lần? Thực sự là chỉ cần, thực sự là khi mà nói thì có thể là đôi lúc quý vị sẽ hơi thắc mắc là có thực sự như Tuấn Phong chia sẻ là làm một lần nó có hiệu quả hay không. Nhưng quý vị yên tâm nha, với khách hàng trải nghiệm thực tế thế này, chút xíu nữa tất cả quý vị thấy được rằng là da của khách hàng nó sẽ tiến hành là nó sẽ gọi là sáng mịn hơn, cảm giác da của mình sẽ được săn chắc hơn và được phục hồi khỏe hơn rất là nhiều. Sau một lần thôi thì tất cả quý vị thấy rõ được là cái làn da của mình được cải thiện rõ rệt luôn. Và cũng như là nếu mà trong trường hợp tất cả quý vị mình đang muốn tìm hiểu cái dịch vụ này, vẫn đang phân vân không biết là mình có cần phải thực hiện nhiều lần hay không, thì quý vị chỉ cần, Tuấn Phong khuyên quý vị một câu là quý vị nếu mà quý vị đang phân vân thì có thể thực hiện một lần trước, để chúng ta xem và cảm nhận được cái làn da của mình. Sau đó thì đảm bảo tất cả quý vị sẽ đều cảm thấy hài lòng và đều sẽ mua thêm cái combo này để trải nghiệm và để phục hồi cái làn da của mình. Quý vị yên tâm nha. Cho em hỏi là giá 199k phải không ạ? Có phải thêm chi phí gì nữa hay không? Bạn yên tâm nha, với cái liệu trình này hiện tại mức giá là chỉ có 199k thôi, bạn sẽ không cần phải thêm bất kỳ chi phí nào cả nha. Lưu ý là mình sẽ không cần thêm bất kỳ chi phí nào cả, bởi vì thực sự là có nhiều bạn mà gọi là có kinh nghiệm làm đẹp á, thì các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà chúng ta mua một cái dịch vụ nào đó thì đôi lúc quý vị sẽ lo lắng là không biết là mình có cần phải tốn chi phí gì hay không. Nhưng mà bạn yên tâm nha, với dịch vụ này là với mức giá là chỉ có 199k và ưu đãi trong cái
thời điểm này chỉ bây giờ đến cuối tháng thôi. Rồi bây giờ hiện tại thì kỹ thuật viên đang tiến hành đến với cái đầu này, gọi là một cái đầu để chúng ta nâng cơ và để làm săn chắc cái da của mình. Các bạn sẽ được rằng thường là những cái vùng da, vùng trán nè, vùng đuôi mắt nè, hoặc là cái vùng mà gọi là một cái vùng má của mình á, thường hay có cái xu hướng là da nó trùng nhão, đúng không ạ? Da nó trùng nhão là nó chảy sợi, thì với cái đầu này nó sẽ hỗ trợ cái việc là làm da của mình săn chắc hơn, và gọi là mình gọi là tái sinh lại cái làn da của mình á, nó sẽ săn chắc, nó sẽ sáng, nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Và quý vị để ý kỹ là cái chiều của cái kỹ thuật viên đi lên, đúng không ạ? Là cái chiều mình sẽ đi cái đầu máy đi lên, đi cái máy là sẽ theo chiều hướng đi lên, để đảm bảo được một cái điều là nếu mà quý vị có cái nếp nhăn hoặc là những cái nếp trùng nào đó sẽ có chiều hướng đi xuống á, thì mình sẽ đi cái chiều máy đi lên để đảm bảo nó sẽ cân bằng lại, nó làm da của mình săn chắc hơn. Đó, quý vị thấy không? Với cái liệu trình chỉ với 199k thôi, mà vừa làm sạch, vừa loại bỏ tế bào chết nè, vừa phục hồi da, vừa làm sáng bóng làn da, thu nhỏ lỗ chân lông nè, rồi cả thêm một cái phần nữa chính là làm săn chắc, sáng mịn làn da nữa, thì cả ba cái liệu trình này thực sự là đang được gọi là gộp chung ở trong một cái dịch vụ gọi là Tri Quân, và với mức giá hiện tại là chỉ có 199.000 đồng thôi. Cho nên thì tất cả quý vị nên tận dụng cái thời điểm này để chúng ta gọi là làm đẹp, bởi vì cái số lượng ưu đãi thì cũng sẽ có giới hạn, không có quá nhiều cho tất cả quý vị. Rồi hiện tại quý vị có thể thấy được rằng là Tuấn Phong có để kèm theo cái địa chỉ ở trong cái phần livestream á, thì nếu mà tất cả quý vị nào mà đang muốn tìm cái địa chỉ và cũng như đang muốn tìm gọi là cái tìm cái đường đi gần nhất ấy, thì quý vị lưu ý nha, địa chỉ hiện tại của viện thẩm mỹ Oliver là số 634 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2 nha, thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng như là khi mà quý vị trước khi đến thực hiện ấy, thì chúng ta nên đặt lịch trước, và cũng như là có thể nếu mà mình muốn tư vấn kỹ hơn nữa thì cái vùng da của mình đang gặp phải tình trạng nào ấy, thì cứ việc inbox và cũng như là chụp lại cái hình ảnh cái vùng da đó, inbox trực tiếp vào fanpage để các chuyên gia, các bác sĩ sẽ dựa vào hình ảnh đó và sẽ tư vấn cho tất cả quý vị một cách chính xác nhất có thể. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều nha. Rồi đây là Tuấn Phong sẽ nhắc lại một lần nữa là trong livestream này Tuấn Phong muốn thông báo đến tất cả quý vị một cái chương trình ưu đãi đang diễn ra cho tất cả quý vị khách hàng. Đó chính là một cái dịch vụ mang tên là Jiquan Hàn Quốc. Cái công nghệ này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta trắng sáng nè, phục hồi trẻ hóa làn da, săn chắc làn da của mình, với cái mức giá hiện tại ưu đãi là chỉ còn 199.000 đồng, và cái thời hạn của cái chương trình ưu đãi này là đến cuối tháng, có nghĩa là đến ngày 31 tháng 8 năm 2020 thôi. Nếu mà tất cả quý vị nào đang gặp phải tình trạng da không đều màu với nhau, lỗ chân lông to, da xỉn màu, da của mình bị gặp phải cái tình trạng giống như là mình thấy là da của mình nó không được săn chắc, cái vùng da đã xuất hiện nếp nhăn, thì tất cả 3 trong 1 sẽ đều có trong cái dịch vụ mang tên là Jiquan Hàn Quốc này. Nó sẽ đảm bảo tất cả quý vị là sẽ được trẻ hóa, phục hồi làn da, trắng sáng. Và với cái dịch vụ điện di thông thường ở trên thị trường giống như là điện di vitamin C chẳng hạn, thì cái công dụng chính của nó chỉ là một phần, có nghĩa là mình làm trắng sáng làn da thôi, mà với mức giá hiện tại cũng đã là vài trăm ngàn rồi. Nhưng mà với cái công nghệ hiện tại là Jiquan tại viện thẩm mỹ Oliver thì chúng ta sẽ tích hợp nhiều cái công dụng khác nhau, vừa trắng sáng, vừa trẻ hóa, vừa phục hồi, vừa làm săn chắc làn da, nhưng mà với mức giá ưu đãi là chỉ có 199.000 đồng. Cho nên Tuấn Phong nghĩ là tất cả quý vị nên tận dụng cái thời điểm này để chúng ta làm đẹp, bởi vì bây giờ đến cuối tháng là chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi là sẽ kết thúc cái chương trình này, quý vị lưu ý nha, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi. Cho nên thì quý vị nào mà muốn đăng ký thì hãy đặt lịch ngay hôm nay bằng cách là inbox trực tiếp vào vị thẩm mỹ Oliver, hoặc là gọi điện thoại vào số hotline 0919258558 để mình đặt lịch với các chuyên gia và bác sĩ.
Làm xong thì da có bị đỏ gì không? À các bạn yên tâm nha, đây các bạn thấy được rằng là đây là khách hàng vừa làm xong nè, da hoàn toàn không hề bị đỏ gì nha. Bởi vì có nhiều bạn thấy là bởi vì mình làm tích hợp nhiều công dụng thì có thể là sợ là da mình bị đỏ, bị nề gì đó, mà các bạn yên tâm nha. Làm xong da nè cảm giác nó căng hơn, nó săn chắc, nó sáng mịn hơn. Nó không có hề bị đỏ hay là bị cái tình trạng nào. Các bạn làm xong đi làm vẫn được luôn nha. Làm xong là bây giờ mình ngồi dậy mình đi làm vẫn được, không cần nghỉ dưỡng, không cần kiêng cữ gì cả. Nói chung là cái dịch vụ này rất là đơn giản mà cái hiệu quả lại cao nữa, các bạn yên tâm nha. Khách hàng làm xong đi làm bình thường á, em có kiêng nắng gì không? Dạ đúng là khách hàng làm xong sẽ vẫn đi làm bình thường anh nha. Còn vấn đề kiêng nắng thực sự là cho dù làm hay không làm thì cả cái vị cũng phải đều kiêng nắng á nha. Bởi vì nắng là một trong cái yếu tố mà khiến cho làn da chúng ta đang sạm, và cũng như là một trong những cái nguyên nhân mà da của tất cả quý vị gặp phải cái vấn đề lão hóa. Cho nên thì Tuấn Phong khuyên một câu là cho dù quý vị có làm dịch vụ hay không làm dịch vụ thì thường ngày vẫn nên tránh nắng và sử dụng kem chống nắng thường ngày để bảo vệ làn da của mình. Còn vấn đề chính là làm xong thì chúng ta vẫn đi làm bình thường được. Tất cả quý vị yên tâm nha, không phải lo là tốn thời gian nghỉ dưỡng gì cả. Và cũng như là bây giờ thì khách hàng cũng đã thực hiện xong, quý vị thấy là tổng cái liệu trình này chỉ trong khoảng thời gian là hơn 20 phút thôi. Thời gian thực hiện cũng khá là nhanh, cho nên tất cả quý vị sẽ có thể là thực hiện giống như là tranh thủ cái giờ nghỉ trưa ở công ty mình có thể thực hiện cũng được. Hoặc là sau giờ làm tan tầm thì mình có thể là dành ra khoảng 20 phút để thực hiện. Thì đảm bảo là sau một lần tất cả quý vị sẽ thấy được rằng rõ cái làn da của mình, nó sẽ được sáng, phục hồi, trẻ hóa, săn chắc hơn. Và hiện tại Tuấn Phong xin nhắc lại chương trình ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 8 là đến cuối tháng này, với mức giá ưu đãi là 199.000 đồng. Xin mời quý vị nào muốn đăng ký thì inbox trực tiếp vào fanpage và cũng như gọi điện thoại vào số hotline là 0919258558. Rồi bây giờ thì Tuấn Phong xin phép là sẽ kết thúc livestream bởi vì khách hàng cũng đã thực hiện xong rồi. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi livestream rất nhiều. Xin chào tất cả quý vị.